Còn mấy con có thân, có bệnh, có đau hết cái gì mấy con? Không có bệnh có đau nhất thầy dạy với con sẽ đuổi bệnh dễ lắm mấy con, không khó đâu. Dạ, con bị bệnh này ạ. Con bệnh này là gần đây con nhiều thầy mà con muốn là bình thường con cũng học theo pháp của thầy, tức là con cũng cái mà đi nhiều việc, nhưng là con biết là những nguyện quẩn của mình là mình con nghĩ là con cũng biết nhiều lúc là do từ cái tham sân si của mà nhiều của mình là nó mang căn bệnh, cho nên nhiều lúc con cũng học khá và thầy là khá ý. Nhưng vừa qua là con có khám bệnh, người ta nói là thầy đến giờ là con bị có một cái thứ trong người, nhưng con cũng quyết tâm là dùng là dùng thuốc, và con nghĩ là nếu mà nạp thuốc vào người tức là đã nạp thêm những đó cũng không có lợi. Con vẫn có tác ý, nhưng mà bản thân con cũng chưa có đủ duyên, và con nghĩ là có đủ sức để đẩy đi cái bệnh tật hay không, thì con đã cũng có tập nhận những nhận hơi thật, và có những người cố gắng dùng sức để đẩy đi thật, nó chưa đủ lực để mà đẩy lui bệnh. Thầy sẽ chỉ cho mấy con khi mà mấy con thấy đủ cái lực để đẩy bệnh. Thì thứ nhất á, chưa giữ được với nhiều lắm cho nên là nó cũng không phải chưa đủ lực. Chưa đủ lực thì mấy con cứ uống thuốc đi, không có sao hết, không có gì đâu. Các con hiểu không? Mình xét mình có đủ lực là mình thấy mình ăn ngày một bữa. À, không, trị bệnh thì ăn ngàn bữa, chứ mấy con bao bữa mà chị trị không hết rồi. Mình thấy ăn ngàn bữa mà mình thấy không có đói, còn mình thấy có đói mình ăn ngàn bữa, có đói thì mình chưa đủ lực, thì mình cứ ăn ba bữa đi rồi mình đi uống thuốc không có gì hết. Mà bây giờ mình thấy mình ăn ngàn bữa mà sáng mình không đói, chiều mình không đói, trưa mình ăn bữa, cũng như thầy ăn ngàn bữa mà thầy không đói, thì thầy lại còn phải nhiếp tâm và an trú tâm cho được một phút. Khi mình nhiếp tâm an trú tâm được một phút mà không có niệm gì xa ra chi vô, thì thầy, cái đời sống của thầy ăn ngàn bữa giữ giới luật nghiêm chỉnh, có phải không? Cho nên thầy thấy đây là mình đủ lực đẩy bệnh rồi. Còn con bây giờ ăn ba bữa con làm sao đủ lực? Con dạ, con cũng biết là do con chưa giữ được giới, điều thứ hai là con chưa đủ năng lực, nên con cũng là quyết tâm, con muốn là làm tận để cố gắng để học cho các bậc thầy. Đúng rồi, quyết định con cũng là cố gắng để nguyện để cố gắng để giữ được giới. Thì mấy con thấy bây giờ mình chưa đủ lực, mình chưa sống đúng giới, nhưng mình vẫn tập luyện con. À, mấy con tập luyện như thế nào? Bây giờ ví dụ như mấy con phải tập luyện à, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. Bây giờ con thấy bây giờ mình chưa có bệnh nè, mình học đi, tập cho nó thuần cái pháp này đi. Mà khi mà mình tập dần dần giới luật mình nghiêm chỉnh, phải không? Mình tập thuần cái pháp này, bây giờ giới luật nó nghiêm chỉnh rồi, bây giờ cái đầu đau nè, mà giới luật mình sống mình nghiêm chỉnh rồi, thì cái đầu mình đau mình bảo họ là vô thường, cái đầu đau này không có được đau nữa nha. Thì bắt đầu mình giữ được, mình đã sống giữ được rồi, chứ chưa phải là mình còn phạm giới đâu. Cho nên mình có ý mình đuổi nè, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, con đưa ra chú ý cái đưa hành động đây đó, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, con đưa vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, con đưa ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Bây giờ nó mấy con đẩy bệnh nè, thầy chỉ cho mấy con đẩy bệnh. Mấy con tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi tay ra vô. Bây giờ mấy con không tác ý, nhưng khi đưa ra thì mấy con thấy cái đầu đau này nó theo cánh tay mà đi ra. Các con cảm tưởng như cái bệnh đau của mấy con theo cánh tay đi ra. Khi đi vô thì mấy con thấy cái đầu không đau đi vô, mà đưa ra thì cái đầu đau đi ra. Thì mấy con cứ làm như vậy chừng 5-10 phút mà giới lực của con sống đúng thì cái đầu nó không thấy ra hết đặt. Các con thấy nó có phương pháp chứ, chứ đâu phải không phương pháp. Nhưng mà giới lực là thiện pháp, thiện ác pháp. Thân chúng ta đau là do nghiệp ác pháp mà có đau, cho nên chúng ta sống giới là tức là chúng ta sống trong cái gốc thiện rồi, cho nên chúng ta thiện ác pháp. Bây giờ thầy nói một trái cam chua, mà giờ mình muốn cho trái cam nó ngọt thì mình phải bón phân gì cho cây cam nó ăn thì cái trái cam nó ngọt, hoặc là mình sẽ lai rép một cái nhánh cam khác
thì nó cũng sẽ thành cái trái cam học, không phải không mấy con? Thì nó là chuyển nhân quả nó chứ gì, ở nhân quả thông học. Bây giờ mình chuyển nhân quả thông học được thì mình cũng chuyển nhân quả con người mình được chứ, đâu mà thấy chưa? Nếu mà mình chuyển thì mình lấy gì? Lấy giới luật làm gốc, giới luật là thiện pháp, có đúng không? Giới luật mình sống đúng, phương pháp đẩy lui vậy thì phải đẩy được chứ sao. Con thấy chưa, thầy dạy có căn bản lắm, có gốc gác lắm, đàng hoàng. Nhưng bây giờ mấy con chưa có đủ, chưa cũ được đủ lực, tắm chưa đúng giới được thì mấy con cứ uống thuốc, nhưng mấy con cứ vẫn tập chứ, chứ đâu phải chừng nào mấy con tập luyện đến một mức nào đó, một thời gian nào đó mấy con thuần thục rồi, bây giờ tao không cần uống thuốc nữa đâu, tao đủ lực đủ mày nè, có phải được không mấy con? Chứ giờ nói phải đi uống thuốc thôi, tôi không tập thì ngày mai ngày mốt bữa kia nó còn đau nữa, chứ đâu phải mấy con đi bác sĩ nó hết đau luôn sao, có phải không? Cho nên mình tập để chuẩn bị về sau có đau bệnh nữa là đuổi. Còn bây giờ mình chủ chưa được là tại vì mình sống giới luật chưa nghiêm chỉnh, pháp tu hành chưa thuần thục, có phải không? Đưa tay ra đưa tay vô có lúc nhớ bậy bạ, có lúc nhớ chuyện này chuyện kia, chưa có nhiếp tâm, chưa an trú được nha. Các con thấy chưa? Bây giờ mình tập cho nhiếp tâm an trú được, để rồi mình mới để lưu bệnh được chứ, phải không? Bây giờ cứ tập. Còn bây giờ uống thuốc là cứ uống thuốc, mà tập thì cứ tập, thì sau này mấy con sẽ thấy hạnh phúc vô cùng. Có đau thì mình đuổi bệnh. Như thầy bây giờ có đau thì họ là vô thường, đi khỏi cái thân ta thì tao không chấp nhận. Thầy ngồi chơi thăm hãng lại như tụi thầy không đuổi đâu, mấy con thấy không có dùng cánh tay, bởi vì mấy con chưa đủ đạo lực như thầy, cho nên mấy con đâu có nói nó đi được. Còn thầy nói nó đi, nghe là thầy ngồi chơi, thầy ngồi chơi là thầy giữ cái tâm thanh thản của mình, thanh thản lại vô sự như hồi nãy thầy nói đó, thì mấy con ngồi thanh thản lại vô sự, cái đầu lần được nghe cái đau nó rã đi mất, thầy không còn đau, tức là thân của thầy an lạc rồi. Mà con hạnh phúc ghê. Còn mấy con thì phải cực khổ hơn, là phải đưa cánh tay ra vô, rồi phải tưởng cái bệnh mình đi ra, đó là mấy con mới giữ giới, biết không? Giữ giới chứ chưa có đủ đạo lực của giới, mới giữ giới thanh tịnh chứ chưa đủ đạo lực giới. Còn một người, người ta sống từ lâu tới giờ 5 năm, 10 năm, 20 năm, cái cơ thể người ta nó thành một cái đạo lực giới, nó thành một cái thiện pháp này. Cho nên mọi áo pháp mà tác động vô nó thì nó đẩy đi được hết, nó làm cái quy lực tự nhiên như vậy. Mình sống trong thiện pháp thì nó chuyển áo pháp mà. Như một cái cây cam mình đã lai rép cái giống ngọt rồi thì cái trái cam nó sẽ ra, nó sẽ ngọt. Mình chuyển, thầy đã lai rép được cái cây cam của thầy rồi, cây cam của thầy hết chua, còn cây cam của mấy con còn chua, có đúng không? Bây giờ bắt đầu mấy con lai rép nè, thấy không? Mấy con bón phân này bỏ vô cho nhiều đi thì cây cam mấy con sẽ ngọt chứ sao. Mà mấy con không chịu làm, không chịu bỏ, không chịu thay đổi thì mấy con làm sao nó cũng chua hoài chứ làm sao hết chua. Có đúng rồi mấy con, nhân quả thì chuyển nó chứ. Đó, nó theo cái duyên, hợp là duyên ta, mà chúng ta tạo cho nó cái duyên hợp đúng để chuyển đổi cái nhân quả, để chuyển đổi cái nhân quả tốt, để làm cho chúng ta được bình an sống là chủ sẽ dài một chút. Đó là đạo Phật như vậy. Chứ đạo Phật ra đời để làm gì? Không để để ra đời giảng cho con cúng bái tụng niệm một cách thường như vậy sao? Mấy con đến chùa cầu tụng kinh nó bao giờ nó có hết bệnh không? Mấy con đến chùa cầu an có bao giờ được an trong gia đình không? Hay là lúc nào cũng có đầy rà buồn phiền, cũng có bệnh đau? Nếu mà đi chùa mà cầu an mà được an, mà người nào theo đạo Phật mà tụng kinh bái sám mà cầu an mà được bình an, không đau không bệnh không chết này kia, thì chắc người ta toàn bộ người ta đến chùa hết rồi mấy con. Bởi vì mình đến mình có cầu khẩn không mà nó được bình an thì nó khỏe lắm chứ gì, nhưng mà đâu có được. Cho nên chúng ta thấy cầu cầu để tinh thần chúng ta an ổn thôi, nhưng mà đau bệnh là vẫn đau bệnh chứ. Mà chúng ta cầu Phật để phù hộ mình cho bình an, nhưng mà sự thật đây là tinh thần chúng ta an, nhưng mà cái hiện tượng mà trong gia đình chúng ta bệnh đau là bệnh đau, tai nạn là tai nạn, chứ làm sao giúp được. Mấy con cứ suy ngẫm coi, con đi chùa mấy con thấy gì đó, còn như thầy bây giờ giúp nữa, người ta chửi mình không giận, có phải không? Thì mình giúp chứ đâu có đau khổ đâu, mình đâu có giận thì làm sao mình đau khổ. Còn đau bệnh thì mình đẩy lui, đâu có gì đâu, nó đâu có còn đau nữa. Chứ nói thân tôi không đau thì nó sai, có đau nhưng tôi đuổi đi được, tôi có cái đạo lực, tôi có cái giới luật, tôi chuyển đổi nó được, tôi làm cho nó giảm nhẹ hoặc là nó không có nào. Đó là cái thứ tôi